việt nam nói là làm chào các bạn tôi là bùi huy đại diện cho kho hàng nhật à, cách đây ít uh, hôm tôi có lên clip và có chia sẻ với các bạn một cái thông tin rất là thú vị với những khách hàng mà đang có nhu cầu hoặc sắp tới đây sẽ có nhu cầu mua tủ lạnh nội địa nhật đó chính là kho hàng nhật bùi huy à, sẽ về được một lô tủ lạnh hàng trưng bày có một không hai hàng nội địa nhật mua từ siêu thị nội địa của nhật đấy các bạn và ngày hôm nay nó đã bắt đầu về hôm qua tôi đã lên cái uh, sản phẩm đầu tiên là một con tủ lạnh trưng bày của Toshiba và ngay sau khi tôi lên clip thì đã có khách mua luôn rồi và tiếp theo thì ngày hôm nay tôi sẽ lên cho bạn một cái mẫu tủ lạnh đến thương hiệu Mitsubishi chia sẻ các bạn một chút thì đây là một cái mẫu tủ lạnh uh, cao cấp nhất của Mitsubishi có dung tích lớn nhất công nghệ nhiều nhất thẩm mỹ đẹp nhất và giá tiền cũng cao nhất nói là giá tiền cao của Mitsubishi thôi chứ còn tôi thấy là cái mức giá của nó so với giá trị của nó thì tôi thấy là phù hợp chứ cũng không quá cao. Vậy thì nó có những công nghệ gì? Mức giá cụ thể là bao nhiêu? Chúng ta sẽ xem ở cuối clip các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi review nó xem nó một chút xem nó có tính năng gì hay. Đầu tiên chúng ta sẽ xem về ngoại hình để xem thẩm mỹ của nó có đẹp hay không. Tại vì cái tiêu chí thẩm mỹ cũng rất quan trọng khi chúng ta đi lựa chọn mua tủ lạnh nội địa Nhật các bạn nhé. Đây là một mẫu tủ các bạn nhìn thấy không ạ? Nó là mặt kính, thế nhưng là kính mờ. Tôi đã có clip review về mẫu tủ này rồi. Bữa tôi bóc thùng tôi review cho các bạn xem rồi. Bây giờ tôi sẽ nói qua để cho những khách hàng nào mà chưa xem clip review đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin về cái mẫu tủ này các bạn nhìn này bình thường ấy những cái mẫu cao cấp sẽ là mặt kính như là kính bóng kính bóng thì các bạn dùng rồi sẽ biết là nó bám vân tay đúng không ạ khi chúng ta chạm tay vào nó sẽ in hình vân tay lên và nó sẽ bẩn còn mẫu đời mới này của thằng Mitsu nó làm kính mờ đấy các bạn nhìn này cực kỳ sang và khỏe khoắn không phải kính bóng không bám vân tay và nếu như chúng ta nhìn gần hơn chúng ta nhìn này đó nó sẽ có vân vân này nó như vân gỗ luôn rất tự nhiên như vân gỗ chứ không phải là những vân sóng ngang ở những mẫu tủ đời trước đây là những cái thiết kế mới và mẫu tủ Mitsu này đã được giải đạt giải cái thiết kế đẹp nhất của ngành nội địa Nhật trong năm 2022 và chia sẻ với các bạn một chút thì cái mẫu kính mờ này đời cũ không có các bạn nhé đấy đời mới thì mới có kính mờ này và bây giờ thì họ không sản xuất kính trong kính cái kính bóng nữa ở mẫu tủ 700 700 lít này của Mitsu và không còn sản xuất kính bóng nữa và không biết tiếp theo những năm tới đây thì nó có thay đổi gì hay không nhưng mà hiện tại từ năm 2023 năm 2024 này thì sẽ không có dòng kính bóng đó đấy là một cái mà thiết kế rất hay ở mẫu Mitsu à, thiết kế của Mitsu ấy thì chúng ta thấy nó sự đầm chắc nồi đồng cuối đá Mitsu nó là cái thương hiệu số 1 về ngành công nghiệp nặng này nên chúng ta thấy là các cái sản phẩm máy móc của nó nó rất là là chắc chắn các bạn ạ ở khu vực dưới này chúng ta thấy có một cái đặc điểm mà tôi hay chia sẻ để các bạn nhận biết được những mẫu tủ cao cấp và những mẫu tủ đời mới của Misu nó khác nhau như thế nào với những mẫu tủ đời cũ thì là ở cái viền mạ chrome ở cái khoang nhỏ này các bạn nhìn này đấy nó làm rất là nhỏ và thanh thoát còn ở những mẫu tủ đời trước của Misu thì cái viền mạ chrome này nó to hơn nhìn nó thô hơn cái này các bạn đi mua tủ các bạn dễ nhận biết được nhé để chúng ta không bị nhìn nhầm đấy nhiều khi các bạn nhìn không tin các bạn sẽ nghĩ là à, tại sao mà đơn vị này bán đắt đơn vị kia bán rẻ là không phải các bạn nhé chỉ có người mua nhầm thôi chứ người bán người ta không nhầm đâu các bạn ạ đây chúng ta hãy nhìn cận cảnh cái thiết kế của nó cực kỳ đẹp luôn mẫu tủ này được sản xuất trong năm 2023 năm 2024 nó là model mới nhất của Mitsubishi thiết kế quá đẹp luôn cái gam màu chủ đạo của nó là gam màu nâu cà phê thế nhưng mà để mà tả cụ thể về gam màu nó hơi khó chung quy lại là cái chúng ta nhìn nó thấy rất sang trọng khi mà để vào màu nội thất rất sang trọng các bạn nhé nếu mà các bạn mà muốn xem cái ảnh khi để vào nhà nội thất nhà khách như thế nào các bạn có thể nhắn tin zalo tôi tôi sẽ gửi cho bạn xem đây là thiết kế bên ngoài kính của nó thì nó là kính tràn viền một cái mặt phẳng này chúng ta nhìn thì nó rất là sang trọng và hiện đại biểu tượng hình con thoi Mitsubishi đó. ở đây chúng ta sẽ được trang bị một cái bảng điều khiển cảm ứng và khi bật lên các bạn thấy này cái này là cái chúng ta đáng quan tâm công nghệ AI trí tuệ nhân tạo như tôi chia sẻ thì những cái mẫu tủ cao cấp nhất thì mới được trang bị công nghệ AI trí tuệ nhân tạo này để một bản full chức năng trí tuệ nhân tạo là nó sẽ ghi nhớ hành vi người dùng và nó sẽ đưa ra một cái chương trình sử dụng nó phù hợp nhất tiết kiệm điện nhất và bảo quản đồ ăn tốt nhất đó là những cái hay là những cái công nghệ mới của Mitsubishi bảng điều khiển của nó thì dùng rất là dễ các bạn nhìn này nó có mô hình tủ ở đây rồi Đấy, chúng ta không cần biết chữ mà chúng ta muốn điều chỉnh ngăn nào chúng ta cứ ấn đèn sáng ngăn nào là điều chỉnh ngăn đó rồi từng ngăn một và Mitsubishi cũng là một cái thương hiệu duy nhất có thể điều chỉnh được độ lạnh của sáu ngăn riêng biệt vì nó thiết kế không gian nội thất của nó là riêng biệt hoàn toàn cái này tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi thì cứ phải nói lại để xem có nhiều khách mà chưa biết thì chúng ta sẽ biết thêm thông tin về nó loại gì này bình thường ở các mẫu tủ khác thì bên trong ấy nội thất này nó sẽ thông với nhau nhưng riêng Mitsubishi thì nó tách biệt hoàn toàn như này Đó. nên là chúng ta có thể điều chỉnh độ lạnh của các khoang được Mẫu tủ này thì được hãng họ trang bị cái dung tích lít lên đến 700 lít nên nó rất rộng các bạn nhé. Cái bản điều khiển này tôi sẽ có bản dịch tiếng Việt các bạn nhé. Chúng ta sẽ xem về cái nội thất của nó này. Là một mẫu tủ sản xuất trong năm 2023, năm 2024 nên độ mới của nó là 99,9%. Đấy, quá mới luôn. Khách hàng ở tỉnh các bạn hoàn toàn yên tâm để chúng ta có thể là mua online mà không cần phải xem nhé. Không cần đến xem hàng trực tiếp, mua online trực tiếp luôn. Quá đẹp luôn, tôi tự tin rằng các bạn nhận tủ các bạn sẽ ưng ý thôi. Đấy, về thẩm mỹ của nó thì không chê được rồi đúng không ạ về công nghệ của nó thì cũng không chê được luôn chúng ta sẽ xem thẩm mỹ rồi chúng ta sẽ đi về công nghệ độ bền của Mitsu thì nó rất là lồi đồng với đá rồi nói về cái nội thất của nó này tất cả các khay này là khay kính chịu được toàn bộ này ở cái khoang này này ở cái khoang này này chúng ta có thể xe ra xe vào này để gia tăng cái khoảng cách chúng ta để các cái đồ lớn qua như này đó ngoài ra các bạn cũng có thể rút nhấc hoàn toàn những cái khay này ra Đấy, để gia tăng khoảng cách cho nó rộng thiết kế của nó rất là sang trọng đúng không ạ về công nghệ nhá công nghệ thì ở cái khoang trên này chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ các công nghệ cơ bản của tủ lạnh nội địa nhật ví dụ như làm lạnh táo ẩm này khử mùi diệt khuẩn này đá rơi tự động này chúng ta cho nước vào đây để làm đá đấy làm lạnh táo ẩm thì khi chúng ta đây tôi mới cắm ra cắm một thời gian khi nó đủ lạnh chúng thấy là nó rất nhiều hơi xương đây là làm lạnh táo ẩm thì rau củ quả chúng ta để nó sẽ không bị khô héo và mất chất hay là khử mùi diệt khuẩn thì những cái đồ ăn chúng ta để không bao giờ bị mùi hôi như những mẫu tủ thông thường rẻ tiền đây là những cái giá trị nó mang lại để chúng ta xem này Chiều to khổng lồ luôn 700 lít kích thước chiều ngang lên đến 80 cm chiều sâu là 74 và chiều cao là 1 m 83 để vào trong nhà nhìn rất là bề thế nhá nó rộng này chúng ta để đồ nó sẽ rất là dễ khoang trên này chúng ta sẽ để đồ ăn chín nước uống và quả ở đây chúng ta được trang bị một khoang cấp đông mềm nhiệt độ khoảng đâu đó là không độ để đồ ăn tươi nấu trong một đến ba ngày đây là một khoang super schooling, là khoang tản nhiệt nhanh. Chúng ta làm nguội đồ ăn ở đây. Nghĩa là uh, bên Nhật họ rất tiết kiệm thời gian và chúng ta sáng dậy nấu một bữa ăn, đó và nó thức ăn đang nóng mà chúng ta muốn làm nguội nhanh để chúng ta ăn thì chúng ta sẽ để vào trong khoang này gọi nhé. đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem các cái khoang ở bên dưới xem có công nghệ gì hay. Bên dưới này thì vẫn sẽ là một ngăn đá rơi. Chúng ta đừng để bất kỳ đồ vật gì vào đây, chỉ để đá rơi thôi các bạn nhé. Bên này thì sẽ là một khoang đông nhỏ cái khoang đông nhỏ này thì có một điều đặc biệt là chúng ta có thể chỉnh về đông mềm nhiệt độ là âm 7 độ hoặc đông cứng là âm 18 độ tùy vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta gọi là đông nhỏ thôi nhưng nó phải to bằng một cái ngăn đông lớn ở các cái mẫu tủ nhỏ đấy nó rất rộng đó rất là hay và chúng ta muốn điều chỉnh thì sẽ điều chỉnh cái bảng này tôi sẽ có hướng dẫn rất dễ dùng thôi và chỉ riêng Mitsubishi thì mới có khoang đông mềm là khoang này thôi còn các hiệu khác thì mặc định nó là khoang đông cứng gọi nhé bên dưới này thì sẽ là một khoang đông lớn được chia thành hai ngăn các bạn sẽ để được nguyên một con lợn ở đây không nói ngoài đâu các bạn sẽ để được nguyên một con lợn đấy tại vì nó rất rộng các bạn ạ đây 700 lít các bạn rất rộng luôn được chia thành hai khoang nhìn nó như cái thùng luôn đấy Cá hồ để đồ ăn bên dưới này là khoang mát để rau các bạn nhìn đi ạ tất cả các khay đợt của nó đều như là một cái tủ mới luôn không có điểm chê khoang rau này chúng ta sẽ được trang bị công nghệ vitamin led để giả lập ánh sáng mặt trời đấy hệ thống đèn nhiều màu trong kia cái này tôi cũng giới thiệu nhiều lần rồi và nó sẽ dần dần lọc ánh sáng mặt trời tạo vitamin cho rau khi chúng ta bảo quản rau ở khoang này thì cái lượng vitamin không những không mất đi mà nó còn tăng thêm được 18 nữa cái này rất là hay đấy và họ đã có thí nghiệm rồi chứ không phải là quảng cáo láo đâu bên Nhật họ làm rất là chuẩn khoang cái khay này này khoang rau sẽ được trang bị mỗi khay này là khay này trắng ion bạc đấy để diệt khuẩn và nó không bị bám bẩn giảm rất là tiểu tiết các bạn ạ bên cạnh đó thì tất nhiên nó sẽ được trang bị những con cảm biến ẩm để chúng ta bảo quản được rau lâu ngay đã dùng tủ lạnh nội địa nhật các bạn sẽ thấy là rau để được cực kỳ lâu luôn và mẫu tủ Mitsubishi này nó còn để được lâu hơn bình thường một chút và vitamin không bị uh, mất đi đấy bạn thấy không ạ một mẫu tủ cái gì cũng nhất luôn dung tích lớn nhất công nghệ nhiều nhất thẩm mỹ đẹp nhất quá tuyệt vời luôn đúng không một siêu phẩm đấy, các bạn sẽ rất ít khi bắt gặp những siêu phẩm như này ở ngoài và đây là một mẫu hàng trưng bày đó hàng đã có sẵn tại công nhật bùi huy các bạn có thể đi xem hàng trực tiếp các bạn đừng quên đăng ký kênh youtube Bùi Huy Kho Hàng Nhật để tiếp tục theo dõi những cái clip về sản phẩm nội địa Nhật vừa về tại Kho Nhật Bùi Huy để mua được mức giá rẻ nhất với hàng chất lượng nhất. Và đến một cái thông tin rất là quan trọng, đây chính là thông tin về giá. Mẫu tủ 700 lít của Mitsu này đang có giá bán mới là 65 triệu. Và mẫu tủ hàng trưng bày này, Kho Nhật Bùi Huy đang bán ra với mức giá là 47 triệu. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip ở sau.